Mẹo giúp bạn dễ dàng chinh phục được mục tiêu lợi nhuận. Trước đây khi Nhung đi kinh doanh, Nhung cũng đặt ra cho mình những cái mục tiêu về lợi nhuận. Nhưng mà hành động mãi vẫn chưa có kết quả, làm mãi vẫn không thấy tiền đâu, đầu tháng có tiền, cuối tháng hết tiền. Và mình cũng làm việc rất là cực lực, rất là chăm chỉ, nhưng mà mình mãi vẫn chưa đạt được cái mục tiêu do mình đặt ra. Thì khi mà Nhung biết được cái mẹo này từ người thầy của mình, Nhung đã biết cách làm sao để theo đuổi, để chinh phục dễ dàng được cái mục tiêu lợi nhuận của mình. Và Nhung cũng chia sẻ những cái bí kíp này, những cái mẹo này cho những anh chị em tham gia những học tập, và ai cũng có những kết quả tuyệt vời, gấp đôi, gia tăng lợi nhuận trong 30 ngày hết cả nhà. Và ngày hôm nay Nhung sẽ chia sẻ cái mẹo này cho cả nhà. Đó là mẹo giúp bạn chinh phục được mục tiêu lợi nhuận một cách dễ dàng. Bao nhiêu trong số anh chị em ở đây chúng ta đã từng nghe về quy luật tác động phản ứng của tiềm thức? Tức là sao ạ? Tất cả mọi chuyện gì xảy ra bên ngoài chúng ta đều có một cái lực rất là lớn tác động từ bên trong chúng ta. Có nghĩa là gì ạ? Để biến những cái thứ, những cái mục tiêu, những cái kế hoạch mà chúng ta đã hoạch định ra trong đầu của mình ra bên ngoài thực tế, thì nó phải có một cái lực tác động mạnh mẽ từ bên trong chúng ta anh chị ạ. Thì nó mới có thể phản ứng và nó có thể tạo ra được cái kết quả bên ngoài. Vậy thì anh chị đã bao giờ nghe về sự tập trung chưa? Những cái tia sáng khi mà nó bị phân tán ra, nó chiếu lên người mình thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng nếu như tất cả những cái tia sáng đó nó đều hội tụ về một điểm và nó tập trung trở thành một cái tia laser, thì cho Nhung hỏi anh chị là cái tia laser với cái sức mạnh nó có to lớn không ạ? Anh chị có đồng ý với Nhung không ạ? Ví dụ như cái bóng đèn điện đi, cái bóng đèn điện chúng ta hay xài hàng ngày đó ạ, mình bật như vậy mình chiếu sáng 10 năm luôn cũng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng khi tất cả những cái tia sáng này hội tụ lại một điểm, nó trở thành một cái điểm duy nhất thôi, thì nó có sức mạnh rất là to lớn và nó có thể là gây ra một cái chuyện là nó đâm thủng qua được tất cả mọi vật anh chị ạ. Và Nhung muốn nói ở đây là cái suy nghĩ của chúng ta nó cũng hoạt động dựa trên cái nguyên lý này. Nếu như anh chị cứ để những cái suy nghĩ của mình nó liên miên, nó lan man đến một cái vấn đề khác mà nó không tập trung vào một chỗ được, thì nó cũng không tạo ra một cái lực gì để có thể thay đổi được cái cuộc đời của chúng ta hết anh chị ạ. Và để chúng ta tập trung được thì chúng ta cần phải có sự cam kết, chúng ta cần phải tập trung cái suy nghĩ của chúng ta, cái cảm xúc của chúng ta, cảm xúc mạnh mẽ của chúng ta, cảm xúc mãnh liệt, cảm xúc cực kỳ mãnh liệt của chúng ta để chúng ta theo đuổi những cái mục tiêu mà chúng ta đã đặt ra. Và anh chị có biết không ạ, người ta dùng cái gì để người ta cắt được kim cương ạ? Kim cương chính là một cái loại đá mà nó cứng nhất thế giới luôn. Người ta dùng cái gì để cắt được kim cương ạ? Đá, người ta dùng tia laser anh chị ạ. Để mà cắt được cái viên kim cương thành những cái viên đá nhỏ tinh xảo để cho chúng ta sử dụng á, thì người ta dùng tia laser để cắt đó anh chị ạ. Cho nên anh chị biết là cái sức mạnh đó là nó cực kỳ to lớn luôn. Và nhắc tới kim cương thì bao nhiêu số anh chị ở đây là mình chúng đang muốn sở hữu thật nhiều viên kim cương ạ? Vậy thì để sở hữu được thật nhiều viên kim cương thì bản thân của chúng ta phải là một tia laser. Mà để cái nguồn lực là một tia laser thì chúng ta phải có cái sự cam kết tập trung, chúng ta phải tập trung cao độ, tập trung toàn bộ sức mạnh thì chúng ta mới có thể tạo ra được những cái giá trị tốt đẹp, tạo ra được những cái thành quả tuyệt vời trong cuộc đời của chúng ta. Và có một cái điều rất là đặc biệt ở đây, cái mục tiêu của chúng ta phải thật sự tập trung vào với một cảm xúc mãnh liệt, một cảm xúc cháy bỏng, một cảm xúc khát khao, một cái sức mạnh tập trung tuyệt đối. Mà bây giờ là cho dù ai nói gì, ai làm gì, cho dù là ai có kéo tôi lại thì tôi cũng phải tiến về phía trước, tôi phải đi về phía trước, tôi phải chinh phục được cái mục tiêu của mình anh chị ạ. Và chính vì cái sự tập trung cao độ đó, nó sẽ tập trung toàn bộ sức mạnh, tập trung toàn bộ ý chí, tập trung toàn bộ sức mạnh của tiềm thức của chúng ta thay thành một cái tia laser, và nó sẽ kết nối lại với cái năng lượng của vũ trụ để thu hút. Từ đây sẽ thu hút về cho chúng ta thật nhiều cái nguồn lực, thật nhiều cái quý nhân, thật nhiều cơ hội để chúng ta có thể chiến thắng được cái mục tiêu mà chúng ta đặt ra. Nó sẽ trở thành một cái sợi dây liên kết, một cái nguồn lực để kéo những cái mục tiêu của chúng ta đến, kéo chúng ta đến, kéo hai người đến gần nhau thật nhanh luôn anh chị ạ. Đó là cái điều mà Nhung muốn nói với anh chị. Cái mẹo ở đây là chúng ta cần phải tập trung. Chúng ta phải cần phải tập trung để chúng ta có cái sức mạnh như một tia laser. Ví dụ như anh chị đặt cái mục tiêu 21 ngày, 30 ngày hay là 6 tháng hay 1 năm, thì cái thời gian nó cũng đúng là như vậy. Vì chỉ khi anh chị thật sự khát khao, thật sự sống cháy bỏng, cháy mình với cái đam mê, cái khát vọng của mình, từ bên trong chúng ta có một cái nội lực, có một cái sức mạnh, thì chúng ta mới thể kết nối được với những cái nguồn lực xung quanh chúng ta để chúng ta có thể đạt được mục tiêu đó mà thôi. Nói tới đây thì có rất nhiều anh chị cũng biết về lực hấp dẫn, cũng hiểu về sức mạnh tiềm thức.
cũng ứng dụng được cho cuộc sống, nhưng cuộc sống chỉ tốt lên thôi chứ chưa được đạt cái mức mà đạt được những cái mục tiêu 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm trong cái khoảng thời gian ngắn. Và trong câu lạc bộ Nhung đang sinh hoạt học tập thì có một cái bộ công thức giúp anh chị bản thân Nhung đã ứng dụng và có kết quả tuyệt vời. Nhung đã biến được thu nhập 6 tháng thành 1 tháng, 1 năm thành 1 tháng rất là tuyệt vời theo đúng cái công thức của người thành công. Và Nhung cũng đã hướng dẫn cho rất nhiều anh chị em trong nhóm học tập cũng biến thu nhập 2 tháng thành 1 tháng, 3 tháng thành 1 tháng rất tuyệt vời luôn. Và đúng, anh chị có công nhận với Nhung không ạ? À? Mình muốn sự tập trung chưa dễ, nhưng khi mình có môi trường cùng với những người tích cực, cùng với những người thành công, cùng với những người có năng lượng tuyệt vời thì chúng ta hoàn toàn làm được điều đó, bởi vì ở đây có công thức cũng chỉnh cho anh chị ứng dụng từng bước. Và nếu như anh chị nào cũng khao khát có được một cái bộ công thức, có được cái môi trường rèn luyện như vậy thì hãy inbox cho Nhung, hãy học tập cùng Nhung, cùng câu lạc bộ để mình ứng dụng và có kết quả tốt đẹp anh chị nhé. Chúc anh chị thành công.